Hello, xin chào mọi người, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu và giới thiệu các bạn một cái con rùa cắt hai đầu súng nha các bạn, của hãng Huawei với mẫu sản phẩm là CZ1-100 nha các bạn. Thì thương hiệu Huawei thì xuất xứ tại Taiwan. Thì con rùa này thì với cái chất lượng thì như các bạn thấy thì nó khá là đẹp và nó sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phụ kiện đi kèm với con rùa hai đầu cắt này. Thì một cái catalog và một cái phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của hãng Huawei. Bên cạnh đó là 6 đầu bét, hai đầu nhỏ, hai đầu vừa và hai đầu lớn nha các bạn. Đây. Thì hai đầu bét mình có gắn sẵn lên máy rồi nha các bạn. Thì những cái mức đầu bét này thì giúp cho chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn là từ mức độ chúng ta sử dụng nha các bạn. Bên cạnh đó là cái đầu dẫn khí vào, đây chuyện để dẫn khí, đầu dẫn khí vào như các bạn, và một cái cơm ba thì chúng ta sử dụng cái tròn nha các bạn. Thì con rùa này thì cắt thẳng với hai đầu bét thì nó có thể giúp cho cái công việc của chúng ta làm việc chân chu và nhanh chóng hơn những con rùa một đầu nha các bạn. Thì tiếp theo thì cái bộ phận mà mình giới thiệu các bạn là cái công tắc nguồn on off cũng bình thường, công tắc on off nha các bạn, gạt qua gạt lại đây có ký hiệu rất là rõ ràng, và một cái đèn báo hiệu sáng khi có điện thì nó sẽ sáng lên nha các bạn. Thì mình cũng có cắm điện sẵn các bạn thấy đây, và một cái điều chỉnh tốc, điều chỉnh tốc độ của con rùa nha các bạn. Con rùa này thì từ 50 cho tới 750 còn tốc độ trên phút nha các bạn. Bên cạnh đó là cái nút điều chỉnh, đây là cái nút điều chỉnh để điều chỉnh con rùa chạy lên chạy xuống nha các bạn, và một cái cầu chì bên cạnh phần điều chỉnh tốc. Bên trên phần thân máy thì có phần in logo và in thông số kỹ thuật của máy rất là rõ ràng trên này luôn nha các bạn. Thì con này sử dụng điện 220V điện gia đình, và nó có thể cắt sâu được từ 5 cho tới 100mm cho sắt dày nha các bạn, và cho những cái kim loại dày từ 5 cho tới 100mm, và nó sẽ cắt được ống từ phi 200 cho tới phi 2000 nha các bạn. Với mẫu sản phẩm là CZ1-100, và đây là cái bộ phận dẫn khí vàng nha các bạn. Nó có thể hai đầu, một đầu thì dẫn khí oxy và một đầu thì dẫn khí do đá nha các bạn. Như các bạn thấy thì đây là cái bộ phận đầu bét, thì mình có thể tháo lắp và điều chỉnh độ nha các bạn. Đây, điều chỉnh thì bạn hai bên, điều chỉnh độ và điều chỉnh góc độ chúng ta không muốn khi sử dụng, cũng khá là đơn giản. Và bên cạnh đó thì cái bộ phận này thì nó được làm bằng gang nha các bạn. Đây, các bạn thấy thì cái bộ phận màu đà đây thì được làm toàn bộ bằng gang, khá là xịn nha các bạn. Và đây thì cũng có cái nút điều chỉnh lên xuống để cho khách hàng đây nha các bạn, điều chỉnh lên xuống khách hàng. Và thì bây giờ mình sẽ vận hành máy chạy thử các bạn xem thử con rùa này có bao nhiêu tốc độ và nó chạy như thế nào nha các bạn. Đây, mình sẽ xem ngang cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ vận maximum chạy cho các bạn xem nha. Thì con rùa chạy khá là chất lượng và nó chạy chậm thì giúp cho chúng ta cắt được những cái vật liệu dày nha các bạn. Mình sẽ cho rùa chạy lui. Thì các bạn lưu ý là chúng ta khi sử dụng điều chỉnh tốc độ của rùa thì chúng ta đừng nên quặn tốc độ, giảm tốc độ hay tăng tốc độ khi con rùa đang chạy nha các bạn. Thì các bạn hãy ngưng con rùa lại và dừng hẳn rùa và điều chỉnh tốc độ sau nha các bạn. Đây. Thì con rùa này thì hãng Huawei thì được xài rất là rộng rãi trên thị trường, được các nhà cơ khí lớn và những công trình lớn sử dụng nha các bạn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con rùa cắt hai đầu của hãng Huawei với mẫu sản phẩm là CZ1-100. Nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe.